Các bạn đã đến với Anh Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình và chị đã sẵn sẽ mở học được chơi nhà búp bê con house bằng gỗ. Wow, nó rất là bự luôn và làm bằng gỗ luôn á nha. Và có rất là nhiều đường luôn các bạn ơi, để cho mình giới thiệu cho các bạn nha. Đây là cái cửa ra vào, mình thấy có một chị gái để bé ra ngoài chơi, và một đây là cái vật khác, có một cái đèn, một cái ghế sofa và một cái lọ sưởi. Và đây là phòng ăn, có một cái bếp đường ở đây nè. Và đây là một cô bé đang ăn cái tết. Và đây là phòng ngủ của ông bà, có một cái lan can nè, một cái chậu cây và một cái cửa. Và đây là vật đất, có một con vật và một cái bồ câu và một cái chưa đây nè. Và đây là một cái bé không cái phòng ngủ và có một con cửa để chơi. Và đây là một cái bé nhỏ nè, cái đất này gì bằng các bạn ơi. Bây giờ chị Táo Đỏ và bé Tâm Anh sẽ cùng nhau mở hộp đồ chơi này nha. Dạ. Tâm Anh mở bên đó, chị Táo Đỏ sẽ mở bên đây. Số 1. Wow, nhiều gỗ quá. Nhiều gỗ quá đi các bạn ơi. Đây cái nhà này bự quá, tôi có nhiều gỗ. Phòng nào đây? Phòng này. Ừ.
ta sẽ ngắm